Sau khi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 9 tháng 5 năm 2021 cho học sinh các trường phổ thông, Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở gấp rút điều chỉnh lịch thi kiểm tra cuối học kỳ 2. Tại trường Trung học cơ sở Minh Đức quận 1, trường sẽ tổ chức thi học kỳ 2 cả thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 với các môn hóa học, giáo dục công dân, địa lý cho khối 8, vật lý và địa lý cho khối 6-7. Đối với học sinh các khối 6-7-8, nhà trường sẽ chuyển sang dạy học qua Internet từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 để hoàn tất chương trình năm học. Tại quận Tân Bình, các trường tiểu học cũng tranh thủ 2 ngày học còn lại trong tuần này để tổ chức thi học kỳ 2 cho học sinh. Hầu hết các trường phải tổ chức thi trong tình thế bị động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên các trường sẽ giảm tối đa áp lực cho học sinh. Một số trường tổ chức buổi sáng ôn tập 2 môn toán và tiếng Việt, chiều cho học sinh thi 2 môn này. Đối với các môn tin học, tiếng Anh, nhà trường tổ chức thi vào thứ Bảy trên tinh thần gọn nhẹ, không gây căng thẳng cho học sinh. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cho học sinh ngừng đến trường từ ngày 10 tháng 5. Thời điểm hiện tại, học sinh khối 9 và 12 đã hoàn tất các bài kiểm tra học kỳ 2, riêng các khối còn lại đang thực hiện các bài kiểm tra cuối học kỳ.